Mặc kệ lùm xùm với Phượng Channel, Quách Ngọc Quan xuất hiện tươi tắn bên gái lạ. Mới đây trên trang cá nhân, cựu siêu mẫu Kim Cương đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh chụp cùng nam diễn viên Quách Ngọc Quan kèm theo dòng trạng thái: rất lâu rồi hai anh em giải bạc siêu mẫu năm tháng đó mới lại gặp lại nhau. Theo đó, bà xã Ưng Hoàng Húc thoải mái, phát tay và thân thiết dựa đầu vào vai đàn anh. Còn nam diễn viên gốc Cà Mau cũng nở nụ cười tươi tắn bên người đẹp. Được biết, Kim Cương và Quách Ngọc Quan đều là thí sinh từng đạt giải bạc cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2008. Trong ảnh chụp, Quách Ngọc Quan mặc trang phục giản dị gồm áo phông đen, quần dài cùng với dép kẹp. Đặc biệt, mái tóc dài lãng tử ngày nào giờ được cắt ngắn. Nam diễn viên cũng cạo râu gọn gàng, tạo cảm giác trẻ trung. Có thể thấy Quách Ngọc Quan không bị ảnh hưởng nhiều giữa những sóng gió tình cảm với nhân Phượng Channel. Nam diễn viên vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh, vui vẻ trở lại với công việc. Được biết, sau nhiều năm không trở lại phim trường, nam diễn viên gốc Cà Mau đã tái xuất trong tác phẩm mới, cùng lúc thể hiện hai vai diễn. Quách Ngọc Quan là diễn viên tài năng của làng điện ảnh. Anh được biết đến khi tham gia những bộ phim Long Thành Cầm Giả Ca, Người Bất Tử, Khát Vọng Thăng Long, Cuộc Chiến Hoa Hồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.